chuyến du lịch cuối năm cũng là dịp để các du khách cùng gia đình bạn bè nhân viên trong công ty tăng cường tinh thần đoàn kết và động lực làm việc cho năm mới việc cùng nhau trải qua những hoạt động vui chơi team building không chỉ giúp mọi người hiểu nhau hơn mà còn tạo ra những kỷ niệm chung từ đó gắn kết mối quan hệ đồng nghiệp gắn kết hơn nữa tình cảm trong gia đình đồng thời kết nối tình bạn thêm bền vững giúp không khí trong gia đình và môi trường làm việc trở nên thân thiện đoàn kết và hòa đồng hơn với mỗi chuyến đi công ty ca long mang đến cho du khách từ một người hay gia đình và cho đến các đơn vị không chỉ là hành trình khám phá những vùng đất mới mà còn là những trải nghiệm đáng nhớ hoạt động chính trong tour du lịch tất niên thường bao gồm tham quan các địa điểm nổi bật của khu vực thưởng thức các món ăn đặc sản du khách có thể khám phá những mảnh đất tuyệt đẹp trải qua nhiều cung bậc cảm xúc tích lũy kinh nghiệm sống bằng những chuyến đi của mình vậy cuối năm nên đi du lịch ở đâu đây chính là câu hỏi của các du khách nhờ bộ phận tư vấn khách hàng của công ty Ca Long giải đáp để lựa chọn và chuẩn bị cho mình một chuyến đi trọn vẹn nhất. Dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty luôn trực 24 phần 7, luôn lắng nghe và hỗ trợ nhanh chóng khi có yêu cầu từ du khách. Với những du khách thích chuyến đi ngắn ngày muốn khám phá vùng đất mới, thì tour Đông Hưng vô cùng thích hợp. Đây là thành phố Sầm Uất nằm sát biên giới Việt Nam, là nơi giao thoa giữa hai nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Đây không chỉ là một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá văn hóa mà còn là nơi bạn có thể cảm nhận được sự giao thoa đặc biệt giữa hai quốc gia chỉ sau một chuyến đi rất ngắn đông ưng không chỉ mang lại sự sôi động mà còn đem đến những góc nhìn đa dạng về văn hóa và ẩm thực đặc sắc của trung hoa cùng với đó du khách tham quan các chợ biên giới với những mặt hàng đa dạng và đặc sản địa phương thưởng thức ẩm thực đặc trưng với các món ăn trung hoa đậm đà hương vị trái chim tại các điểm kiến trúc độc đáo như cầu hữu nghị nối giữa việt nam và trung quốc với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch quốc tế cửa long tự tin hỗ trợ khách hàng hoàn thành mọi thủ tục nhanh chóng đơn giản dịch vụ hỗ trợ thủ tục xuất nhập cảnh của ca long bao gồm tư vấn và xử lý thủ tục hộ chiếu visa du khách sẽ được hướng dẫn chi tiết từng bước để có trong tay những giấy tờ quan trọng nhất cho chuyến đi của mình hướng dẫn chi tiết quy trình tại cửa khẩu móng cái giúp bạn hiểu rõ và nắm chắc quy trình tại cửa khẩu tránh tình trạng lúng túng tiết kiệm thời gian khi qua biên giới giải đáp mọi thắc mắc về quy định hải quan như những quy định về hàng hóa đồ dùng khi xuất nhập cảnh sẽ không còn là trở ngại khi du khách đã có sự hướng dẫn tận tình từ những đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm của công ty. Bên cạnh Đông Hưng, Nam Ninh cũng là điểm đến lý tưởng trong tour du lịch được nhiều du khách lựa chọn tại Ca Long Travel. Lý do khiến nhiều du khách chọn Nam Ninh để khám phá, bởi nơi này nằm khá gần biên giới Việt Nam nên việc di chuyển rất dễ dàng. Nam Ninh là thành phố của khu dân tộc Trang tại tỉnh Quảng Tây, nơi đây cũng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực là thành phố ven biển nên toàn bộ thành phố được bao bọc bởi nhiều cây xanh, Nam Ninh được ví như một Singapore thu nhỏ của Trung Quốc. Mặt khác, nơi đây còn là mắt xích quan trọng của các tuyến đường sắt Lizan, Nang Cần, Siangui, Chi Nhu và Nang Cần phía tây nam Trung Quốc, sắt với biên giới Việt Nam, bạn có thể dễ dàng di chuyển đến Nam Ninh bằng tàu hỏa. Ngoài ra, thành phố này không chỉ là trung tâm du lịch mà còn là khu vực hội tụ nhiều nền văn hóa lâu đời, đa dạng nhiều bản sắc của người Trung Hoa thành phố xanh sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đẹp hút mắt với nhiều đồi nước công viên xanh mát thu hút nhiều khách du lịch viếng thăm tại trung tâm thành phố nam ninh du khách yêu thích sự yên bình sẽ trải nghiệm công viên na ninh na nhu là một thiên đường xanh mát mang lại không gian yên bình cho mọi người công viên rộng lớn với hồ nước trong xanh rừng cây mát mẻ và những con đường mòn uốn lượn giữa thiên nhiên các công trình kiến trúc đẹp mắt bao gồm cầu treo đài phun nước và các tượng đài mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương đắm chìm trong sắc màu của các loài hoa nở rộ, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Chuyến du lịch cuối năm của công ty Ca Long không chỉ là cơ hội khám phá những vùng đất mới, mà còn là dịp để du khách tăng cường tinh thần đoàn kết, gắn kết mối quan hệ đồng nghiệp, gia đình và bạn bè. Tour du lịch tất niên của Ca Long thường bao gồm tham quan các địa điểm nổi bật, thưởng thức ẩm thực đặc sản. Hai điểm đến được nhiều du khách lựa chọn là Đông Hưng và Nam Ninh. Đông Hưng, một thành phố sầm uất nằm sát biên giới Việt Nam, mang đến sự giao thoa giữa hai nền văn hóa Trung Hoa và Việt Nam. Nam Ninh, thành phố của khu dân tộc Choang tại tỉnh Quảng Tây, sở hữu cảnh sắc thiên nhiên đẹp hút mắt và là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của khu vực. Ka Lang hỗ trợ khách hàng hoàn thành mọi thủ tục xuất nhập cảnh một cách nhanh chóng và đơn giản, với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm, luôn trực 24/7 để giải đáp mọi thắc mắc của du khách.